lãnh đạo huyện Phong Điền đã vừa đến làm việc với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Khánh về công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, đến nay xã Mỹ Khánh đã cơ bản thực hiện đạt 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân huyện nhanh chóng xây dựng kế hoạch xây dựng xã Mỹ Khánh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, chỉ đạo các ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân xã Mỹ Khánh theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt, rà soát từng chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt để có giải pháp thực hiện kịp thời, phấn đấu đến cuối năm 2023 xây dựng xã Mỹ Khánh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó chú trọng các chỉ tiêu về cảnh quan môi trường, trật tự xây dựng, trật tự mua bán, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể.